Ồ, lại là bác Sền đấy à? Thường xuyên gặp nhau nhỉ? Là chuyện gì nữa? Ta đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần rồi mà ngươi lại muốn quay lại đây à? Hãy buông tha cho ta! Ta thích sống như thế nào thì kệ ta đi! Không được rồi, ta sẽ phải cho bác Sền đến địa ngục lăn đâm mới được. Yes! Đây là thiên đường mà. Bí quý, cậu cũng đến đây đấy à? Thế là cậu cũng đến đây đấy à? Hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Hôm nay chúng ta sẽ làm thiên đường đan đâm nhé. Thiên đường đan đâm bác sư. Vậy hai con sẽ làm đan đâm book rồi sau đó sẽ trao đổi quà cho nhau đúng không? Đan đâm bác sư, đúng rồi ạ. Chúng mình sẽ làm đan đâm book sau đó sẽ tặng cho nhau. Đúng vậy. Bên trong túi đã được cho thêm mấy món quà nữa. Hãy mau mở nó ra xem nhé. Wow, món quà đến từ thiên đường, con cảm ơn. Chúng con cảm ơn ạ, xin cảm ơn ạ. Wow, tò mò quá, ở trong đây có cái gì ấy nhở? Hồi hộp quá nào. Thế là ơi, đây là túi quà mình làm tặng bạn này. Cảm ơn Vicky nhé. Còn đây là túi mình làm tặng bạn này. Cảm ơn bạn nhé. Thanks. Bây giờ mình sẽ mở túi quà mà Thela đã làm tặng mình nhé. Tò mò phản ứng quá. Mình sẽ mở ra nhé. Nào. Wow, mình sẽ bóc cái sticker này ra trước nhé. Bóc nào. Bên trong này có gì nào các bạn? Ôi ôi không nào. Wow, nhìn đáng yêu không này. Xinh quá đi á. Hình như cái này là cái dính dưới xếp sục ấy các bạn. Nhìn thích đúng không? Cái này là mình rất thích nhưng mà mình cho cậu đấy. Cảm ơn thế là. Để xem tiếp theo còn gì nữa không nào. Gì đây? Nhìn đáng yêu không này. Đây là kẹo mà các bạn ơi. Nhìn nó đáng yêu quá ấy. Mình không lỡ ăn nó đâu. Để mình sờ thử nó nhé. Ôi nhìn nó nhún nhún đấy các bạn ạ. Nhìn nó xinh quá. Wow, đáng yêu. Xinh không các bạn? Để mình ăn thử nhé. Ngon quá các bạn ạ. Kẹo dẻo ý. Tiếp theo. Nào. Cái này là cái gì dẻo dẻo các bạn ạ? Wow, thích quá. Cái này nhìn thích lắm các bạn ơi. Wow, nhìn nó dẻo dẻo lắm ý. Ý sở thích. Để giờ để mình thử nhá. Wow, cảm giác thật là thích quá đi. Chính vì thế nên tớ đã tặng cái sticker đó đấy. Hóa ra là thế. Để mình sẽ mở món quà tiếp theo nhé. Đây là cục tẩy dễ thương này. Tớ cũng tặng bạn một món quà như này nhưng mà nó màu đỏ ấy. Thật á, mình thấy nó nằm ở ngay vị trí quầy thanh toán ở siêu thị đấy. Đúng rồi, nó nằm ngay ở quầy thanh toán. Mình cứ lưỡng lự nên mua hay không mua hay là mua. Nhưng mà nhìn nó dễ thương quá nên là mình mua luôn ấy. Đúng rồi đấy. Mình sẽ bóc nó ra xem như nào nhá. Hồi hộp quá. Wow, ước gì nó sẽ đáng yêu. Các bạn nhìn này, nhìn xinh không? Vô cùng đáng yêu ấy. Đáng yêu vô cùng ý. Không dùng được. Không lỡ dùng nó, tại sao cậu lại ném? Nhìn nó dễ thương quá đi mà. Mà mình không biết nữa, hay phải nhặt nó lên mới được chứ. Tiếp theo là mình sẽ xem món quà gì nữa nhá. Tiếp theo là món quà gì đây các bạn? Là kẹo dẻo này. Lần này nó là màu trắng, mình rất thích màu trắng mà. Mình sẽ bóc nó ra nhé. Cái này không phải để ăn đâu. Thế này không phải là để ăn á. Thật nhỏ, cái này là giả các bạn ạ. Cái này bạn có thể móc lên túi xách hoặc cặp xách cũng được đấy. Wow, vậy thì mình sẽ móc nó lên cặp này. Đúng rồi. Wow, xinh quá, đẹp quá này. Đó là những món quà mà mình chuẩn bị tặng bạn đấy. Không mà, còn một món quà nữa cơ. Còn nữa. Cái gì đấy nhở? Đây là món quà mà thiên đàng đã tặng. Đây là Pokemon mà. Đây là món quà Pokemon. Nó rất là thích quá. Mình sẽ mau mở nó ra nhé. Tò mò quá đây nào. Nào. Pikachu các bạn ơi. Ôi nhìn nó dễ thương quá. Đáng yêu vô cùng. Pika Pikachu.
Ui, mình không thể nào mà tưởng tượng được rằng thiên đàng lại tặng mình một món quà vô cùng là dễ thương như vậy á. Thích quá. Thích quá. Thích quá. Thích quá. Thích quá đi. Wow, nhìn nó rất là ngon ấy. Mình không biết là nó có vị như nào, để mình ăn thử một miếng nhé. Wow, Pikachu cũng ăn thử nào. Wow, rất là ngon các bạn ơi. Ăn cái đó thì sẽ gặp chuyện lớn mà. Obiki, cậu làm sao vậy? Ngon quá không cưỡng lại được ấy mà. gì vậy? Đừng đùa với mình nữa mà. Wow, cái này là cái gì vậy? Đây là món quà của địa ngục sao? Tò mò quá đi mất, mình phải móc mở nó ra mới được. Cái này là cái gì vậy? Đây không phải là một con khủng long hay sao? Cái này cũng thú vị đấy, nhưng mà nó cứ dính vào tay mình này. Cái này cũng thú vị thế đấy nhở. Này các bạn có biết cái này là cái gì không? Đây nhá, mình sẽ dùng cái này để dính cái tờ giấy phía trước. Wow, xem này à, dính rồi, mình làm cái nữa. Lại dính rồi, cái này thú vị đấy. Wow, nhưng mà thấy nó cứ dính vào tay mình này ghê quá. Nào tiếp, mình sẽ mở. Cái này là keo này, để mình bóc ra xem là cái gì nhá. Cái này không phải là phân đấy sao? Không phải, đây gọi là sô cô la. Cái này gọi là bánh sô cô la, lại còn ngon nữa. Nhìn nó rất ngon, không thể chịu được. Nhưng mà kinh quá. Bây giờ mình sẽ mở túi quà mà Bikui đã tặng mình nhé. Uầy, cái ốp điện thoại được trang trí nhiều thứ cực kỳ yêu trên này. Sở nó như những dao dẻo thích lắm đúng không? Obiki. Wow, cái này vừa khớp với điện thoại của mình. Thanks Bikui nhé. You're welcome. Tiếp theo nào. Đây lại là một cái túi random nữa này. Bên trong là gì nào? Wow, kẹp tóc nè. Bạn có thấy mình xinh không? Xinh đúng không? Cực xinh luôn ý. Audio lại tưởng đó là kẹo đã ship nó ăn đấy. Nhìn giống như là thật ấy. Wow, lại là cái gì nữa đây? Để mình mở nó ra xem nhé. Nhìn nó lấp lánh này. Đây cũng là cậu bé bút chì mà. Mình cực thích những thứ lấp lánh như thế này đấy. Mình biết mà, vốn những thứ lấp lánh nó cũng đẹp mà. Cảm ơn bạn nhé. Còn đây là gì đấy? Đây là cục tẩy cậu bé bút chì này. Để mình mở nó ra xem nhá. Wow, nhìn nó đáng yêu quá. Chúng ta là bạn này. Đây là bố của cậu bé bút chì. Chúng ta là bạn. Cái này là gì vậy? Đây là món quà mà thiên đàng tặng này. Wow, tóc giả đó. Nhìn nó xinh quá, tò mò quá đi không? Để mình mở nó ra xem nhá. Wow, nhìn nó xinh đúng không các bạn? Lại còn thêm một cái kẹo nữa này. Để mình kẹp thử lên tóc nhé. Wow, xinh quá đấy. Món quà từ thiên đàng tặng mình thích quá. Công nhận đấy, hôm nay chúng ta lại chơi thật là vui. Mở quà thiên đàng danh tặng đại thành công. Mình xin đi nhé. Con đi đây. Xin chào tạm biệt.